Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình iGov Giveaway từ một cái sàn Binance. Các anh em nhận 20 đô top cần có kêu là OCEAN các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn clip phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance và KYC Level 2 nha các bạn. Rồi thì nhiệm vụ thứ hai thì các bạn mở cái link form này ra các bạn. Thì đáp án mình để cho tất cả các bạn nè. Câu B, câu C, câu E. Thì các bạn lấy link form mình thì các bạn mở link form ra nè các bạn. Các bạn giải xuống qua. Thì các bạn điền vào đây là có UD Binance thì các bạn mở cái sàn Binance ra nè các bạn. Các bạn nhớ xem video này nhớ làm liền cho các bạn để đóng link form các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cho bạch trên cùng nè các bạn. Thì các bạn copy cái UD này giúp mình các bạn. Sao có gì sàn Binance các bạn. 38300254. Mình nhớ luôn đi các bạn ơi. 38300254. Rồi con bắt từ đây các bạn. Tiếp tục thì đáp án mình có để dưới phần link mô tả các bạn dựa vào mà các bạn chọn các bạn. Câu A, câu D nè. Câu D nè. Câu này là cái câu mình đã mình mở cái link form mình check. Câu 3 là the free data survey. Rồi câu C các bạn. Rồi đáp án câu này thì câu D, câu E các bạn. Chọn tất cả chứ câu C. Rồi bạn gì bấm gỡ thôi các bạn. Thì các bạn nhiệm vụ tùy chọn thì các bạn follow theo Twitter mình có đấy phần link mô tả, bạn nào muốn follow không follow cũng được các bạn. Các bạn bấm gỡ nè. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 20 đô top cần OCEAN từ một sàn Binance. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Kèo này ăn chắc 100% các bạn làm xong thì chờ đỡ tiền về các bạn. Vì các bạn cũng nhớ đừng quên like, chia sẻ cái video này giúp mình các bạn. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.